Video này sẽ giúp bạn trở thành top 1 Arduin. Hãy chuẩn bị tinh thần để trở thành top 1 Arduin nào. Khi bắt đầu với trận đấu, anh nâng cho một được cấp độ đầu tiên và ưu tiên nâng Maximo trước, vì đây là chiêu thức gây sát thương và khống chế chính của Arduin. Khi kích hoạt, Arduin sẽ vung rìu chém ra vòng cung năng lượng theo hướng chỉ định, gây sát thương vật lý và làm chậm tốc chạy của những kẻ địch trúng chiêu. Trong vòng vài giây kế, Arduin có thể tái kích hoạt chiêu thức này một lần nữa để gây sát thương vật lý kèm hất tung những kẻ địch trúng chiêu. Đây là chiêu thức định hướng có tầm hiệu lực cũng tương đối xa, có thể tận dụng để trích bụi, hỗ trợ đồng đội dọn lính, cấu rỉa, khống chế và tranh cướp mục tiêu. Ở lần tung chiêu thứ hai sẽ tương đối delay, vì vậy cần phải căn chiêu cho tốt để tránh bị ụt chiêu. Khi kích hoạt chiêu 2, Arduin sẽ tạo ra một lá chắn hấp thụ sát thương dựa theo máu tối đa của bản thân trong vài giây. Ngay khi kích hoạt lá chắn, Arduin sẽ gây sát thương phép lên những địch lân cận. Trong vòng vài giây sau khi tạo lá chắn, bao đòn đánh kế của Arduin sẽ gây sát thương chuẩn, đồng thời mỗi đòn trúng đích sẽ giúp giảm thời gian hồi chiêu cuối. Chiêu 2 vừa tạo lá chắn vừa gây sát thương, nên tối ưu nhất sẽ là tiếp cận được mục tiêu thì mới bật lên chiêu 2, nhưng mà cũng phải tùy từng trường hợp cụ thể mà cần phải bật chiêu 2 đúng lúc để tránh bị sâu sát thương. Khi kích hoạt chiêu cuối, Arduin sẽ được miễn khống chế và phóng rìu theo hướng chỉ định, gây sát thương vật lý diện rộng, đồng thời làm choáng những kẻ địch trúng chiêu. Sau đó, Arduin sẽ phóng đến vị trí chiếc rìu, có thể vượt địa hình và gây sát thương vật lý lên những kẻ địch lân cận. Chiêu cuối mang lại cho Arduin khả năng tiếp cận mục tiêu từ xa tương đối tốt cùng khống chế địch, qua đó có thể giữ chân mục tiêu từ xa, nhưng mà chiêu thức này cũng tương đối delay nên cần phải căn chiêu cho tốt. Bên cạnh đó, hãy tận dụng khả năng lướt vượt địa hình của chiêu thức này để đào thoát khi gặp nguy hiểm. Nội tại giúp khi máu còn dưới 50%, Arduin sẽ được tiến vào trạng thái hồi phục trong vài giây. Suốt thời gian này, Arduin sẽ được hồi máu khi đòn đánh thường hoặc chiêu thức gây sát thương lên kẻ địch. Nội tại của Arduin tương đối mạnh ở khả năng hồi phục, qua đó giúp Arduin lì đòn hơn, bám đường tốt hơn khi còn thấp máu. Nhưng nội tại của Arduin có thời gian hồi là 45 giây, vì vậy cần phải tính toán thời gian nội tại sẵn sàng để ra vào giao tranh cho hợp lý. Combo cơ bản của Arduin như sau: dùng chiêu cuối để áp sát, khống chế mục tiêu, sau đó dùng chiêu 1 để gây sát thương và làm chậm, dùng chiêu 2 để tạo lá chắn và gây thêm sát thương, cuối cùng là tái kích hoạt chiêu 1 để khống chế và liên tục đánh thương để gây sát thương. Trong quá trình thực hiện combo, có thể kết hợp với tốc biến để tạo ra được nhiều tình huống đột biến hơn. Ví dụ, đang trong quá trình tụ lực để tung chiêu 1 lần 2 thì có thể kết hợp với tốc biến để chuyển hướng hoặc là thu hẹp khoảng cách với mục tiêu, và tốc biến cũng sẽ giúp Arduin tăng độ cơ động để tham gia hoặc đào thoát thoát hơn khỏi giao tranh. Là một đỡ đòn đấu sĩ theo thuộc hướng chống chịu, hãy xây dựng cho Arduin bảng ngọc tanh để giúp Arduin chống chịu băng cản tốt hơn trong giao tranh. Cùng với đó là bảng phù hiệu trói buộc sẽ vừa giúp Arduin chống chịu tốt hơn, vừa gây sát thương tốt hơn với những lần khống chế của mình. Còn về trang bị, với vai trò solo đường, hãy khởi đầu với Arduin bằng giày kiên cường, tiếp đến là thương launching lướt, áo choàng băng giá, quân trung choi, giáp thống khổ và cuối cùng là nhám thuẫn, sẽ luôn phiên thay đổi với các trang bị bảo hiểm khác. Nếu team địch có tướng có khả năng hồi phục mạnh, hãy chủ động lên đao truy hồn từ sớm để khắc chế địch. Còn nếu chơi với vai trò hỗ trợ thì chúng ta sẽ đóng full tank dành cho Arduin, cụ thể như sau. Khởi đầu với phụ trợ hệ thổ và sẽ tùy thuộc vào đội hình địch mà các bạn hãy lựa chọn loại phụ trợ sao cho phù hợp nhất với trận đấu. Tiếp đến là giày kiên cường, khiên thất truyền, quân trương choi, giáp thống khổ và cuối cùng là nhám thuẫn, sẽ luôn phiên thay đổi với những trang bị bảo hiểm khác. Nếu team địch có nhiều nguồn sát thương phép mạnh, hãy lên giáp Gaia trong middle để khắc chế địch. Đó là toàn bộ về Arduin mà tôi có thể chia sẻ. Hãy nhớ đăng ký kênh, bấm vào quả chuông nho nhỏ bên cạnh và bấm like cho video này nếu bạn thấy nó hữu ích. Chúc các bạn sẽ sớm trở thành top 1 Arduin. Xin chào và hẹn gặp lại trong video sau.